Sáng ngày 24 tháng 1, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã đến trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường Lộc Sơn nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Phát biểu tại lễ tặng quà, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Thủy điện Đồng Nai nhấn mạnh, trong những năm qua, ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển doanh nghiệp, nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, công tác an sinh xã hội hướng về người nghèo luôn được Công ty Thủy điện Đồng Nai chú trọng thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực như xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ các hộ khó khăn đột xuất, hiến máu nhân đạo, trao quà Tết. Dịp Tết này, qua đề xuất của Ủy ban Nhân dân phường Lộc Sơn, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã dành 20 suất quà, trị giá mỗi suất 500.000 đồng, trao tặng cho các hộ nghèo trên địa bàn, với mong muốn các hộ nghèo sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Được biết, riêng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã dành 95 suất quà dành tặng cho người nghèo thuộc địa bàn phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, các xã Quảng Khê và Đắc Son, tỉnh Đắk Nông.